Hi, xin chào mọi người, mình là Tăng Cơ của Leo D&D Mian Community đây. Thì trước mặt mọi người đây là hộp DB27 ha. Hộp này vừa mới về tuần rồi. Và nó lúc đầu ấy thì mọi người thấy nó không hot lắm. Nhưng mà thực sự thì cái tụi Earth Fairy mới của cái hộp này á, nó rất là mạnh và nó có thể đánh cho Kira mình. Và nó bút cái sức mạnh của Kira mình lên một cái tầm cao mới. Cho nên là hôm nay mình được shop Akida tài trợ để bóc một hộp ha. Nếu mà mọi người muốn mua bất kỳ cái Yu-Gi-Oh nào hay là muốn ship sản phẩm nào từ Nhật về thì mọi người tới shop Akida để mọi người quậy lửa ha. Link shop với lại link fanpage của shop mình sẽ để dưới phần mô tả ha. Bây giờ chúng ta cùng vào cái phần mà bóc bắt của cái hộp này luôn. Thì hộp này thì cơ bản là thật sự tụi Earth Fairy nó mạnh nhất cho nên mình cũng muốn mong ra được cái tụi đó. Nhưng mà ra được con Holo vào một Toon Dragon cũ cũng ngon, không có vấn đề gì hết. Như kìa. Nèo ước cho nó cao cao tí thôi, gì đâu. Chèo cao té đào anh. Ủa, nhưng mà mình vẫn phải chèo cao chứ. Chèo cao làm sao mình biết. Mình chèo cao, lỡ chèo được thì mới thì tốt, không chèo được thì thôi. Chèo được và xíu anh thấy anh trong góc á. Đúng rồi, cái xong rồi 7 triệu. Bị lô bôn. Không, 35 ngàn cũng 7 triệu. Đó, đây là tất cả những pack ở trong DB27 ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bóc với nhau. Pack thứ nhất. Nè, con này hình như Earth Fairy nè. Exchange of Spirit. Thì cái card này nó là một trong những card bị errata lại ha. Nhưng mà do nó đã bị errata rồi nhưng mà tụi deck bây giờ vẫn đánh được cho nên là tụi Tira mình sử dụng lá này rất là mạnh. Và hình như cái này là cái bản Exchange of Spirit khác á. Nhưng mà lá này mình chưa thấy nó sử dụng. Pack thứ 2. Hồi trước cái aura của mình bóc hay ra cái pack đầu tiên là foil nhưng mà có vẻ không có. Con Power Tool. Và một con này là của Amazonet nè. Ừ. Thì cái này cái DB27 support cho 3 deck thì là deck cái đám Earth Fairy và đám Amazones và cộng với lại tụi cái tụi Morphtronic cho cái dàn nhân vật cũ. Thì cái này là Amazones nè. Đó, con hổ cái gì là Amazones, con này là Morphtronic. Giờ thì cái bắt này là của Morphtronic với lại Amazones. Nhưng mà cái con tụi mạnh nhất thì là tụi Earth Fairy á, cho nên là mình cũng đang hy vọng là có được tụi nó. Polymerization. Quá mạnh. Chúng ta hãy cùng kiếm bá này với lại tụi Password để xài. Thế tạm thời nãy giờ chưa có foil gì hết. Này đi. Bóc 3 bát rồi. 4 bát rồi nãy giờ chưa có. Là mấy cái foil ở cuối anh ơi. Ý nó là hồi trước anh bóc hay ra foil mới bắt đầu lắm. Giờ chưa ra thì hơi lạ. Mất lít rồi. Lại Amazon này. Đó, chưa có foil luôn. Ôi, nãy giờ chưa có. Năm foil này. Toàn re, ông có foil. Có foil re nè anh. Có foil re nè. Lại tụi Morphtronic. Ok. Power Tool Dragon. Không phải, cái con này của đám Power Tool. Rồi Amazonet. Chưa có foil luôn. Nên đi. Nên đi, kỳ lạ lạ đó. Lạ đó. Gì lạ quá ta. Nay toàn foil re. Mọi chuyện lạ quá, mình chưa quen. Nãy giờ có đúng một con của tụi Earth Fairy luôn á. Ê, foil đầu tiên là của tụi Morphtronic. Ok, con này là Morphtronic ha. Mọi người nhìn. Super anh. Ừ, super. Hình như cái này nó dựa cho cái việc nếu mà thần Obelisk đấm mà sẽ bị nổ tung à. Ừ, nhưng mà yes I will sacrifice God. Kết quả là không bị trúng ai. Ok, tiếp. Ê, ôi Siri của đây, Siri của bóc là Amazones thì phải nè. Nè, hình như cái này có Amazones. Ok. Để coi.
Khổ quá. Đang cần tôi up Fairy. Đây, một ly thứ hai. Còn một cái nữa là đủ. Này, cái này như có tôi up Fairy nè. Ủa? Ủa? Cái gì nó giống phà rồng quá. Thì up Fairy. Exchange of spirit. Spell. Spell equip. Cái con Power Tool Dragon mới á, cái F equip của nó là F equip từ deck, cho nên là nó cũng là cái con khá là ổn ha. Nó mạnh hơn con Power Tool cũ. Of course. Cái Uncha của chúng ta là trap của chị Isuzu. Isuzu, trap của chị Isuzu. Ok, very iconic. Rất là iconic. Cái trap này hình như cũng của tụi Off Harry là tụi Off Harry là của chị Isuzu á. Ok. Nó lạ lạ. Lạ lạ lạ. Ra đồ nè đó. Off Harry cái này. Cái gì đó là lạ. Rồi hình như là tinh tí nhưng mà bắt cuối anh đây. Mà bắt túi thôi. Không ra gì nữa thôi, không biết sao. Chịu. Mọi thứ hơi lạ. Mình không quen. Mình không quen. Còn Uncha tiếp theo chúng ta là của Amazonet. Ok. Con boss Amazonet. Thật ra con mấy đứa này ạc rất là đẹp ha. Nhưng mà thực sự hiện tại thực chiến chỉ có mỗi tụi Earth Fairy của Isuzu là đánh được thôi. Cho nên là hơi khổ một tí. Ê đây, một con Earth Fairy. Tính ra được con rồi. Mừng hề, một con là mừng hề. Sợ không ra con nào bị chủ shop chửi chết. Chặt giò. Khổ quá. Cuối rồi. Cuối. Mấy cái con rồi. Coi. Đây, đó, đây là bắt cuối. Okay. Ok, thì tổng hợp foil của bắt hộp này thì chúng ta có là con này của tụi Osiri nè. Con boss của tụi Amazones. Rồi cái cháp của chị Suzu. Tiếp theo con Siren là con của Amazones level 2. Và con này. Đó, đây là tất cả những cái foil của cái hộp này, gồm có một Siren, hai Super và hai Uncha ha. Thì có con này thì nó cũng đỡ, thì nó không có con gì lắm, nhưng mà cái hộp này nó hơi lạ. Nói chung là dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã coi cái video này. Thì nếu mọi người thích thì mọi người hãy like, subscribe, ấn vào nút chuông để ủng hộ bọn mình làm thêm những cái video như thế này nữa. Thì mọi người hãy ghé shop Akida để đặt thêm những cái hàng, và nếu mà mọi người cần gì từ Nhật thì mọi người cũng có thể ship tại Akida luôn. Ủng hộ shop để shop tài trợ cho mình móc thêm cái hộp mới nữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.